Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục giáo dục nghề nghiệp của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua học tập rèn luyện kỹ năng nghề của học sinh sinh viên và góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường, thúc đẩy học sinh sinh viên tự luyện tập kỹ năng nghề để theo kịp với xu thế hội nhập phát triển hiện nay. Trường Cao đẳng Lào Cai đã tổ chức thành công hội thi kỹ năng nghề học sinh sinh viên năm 2021 với chủ đề Nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam. Đây cũng là nội dung chúng tôi đề cập đến trong chuyên mục Giáo dục nghề nghiệp hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Của nhà trường, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Hội thi kỹ năng nghề học sinh sinh viên năm 2021 tại Trường Cao đẳng Lào Cai được sử dụng bộ đề thi chung cấp quốc gia do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phát động. Với 21 thí sinh là học sinh sinh viên thuộc các khoa cơ khí, động lực, điện, điện tử, kinh tế, du lịch và khoa nông lâm, xây dựng, đăng ký dự thi ở 6 nội dung thi kỹ năng thuộc các ngành nghề là công nghệ ô tô, hàn, lắp đặt điện, xây gạch, dịch vụ lễ tân nhà hàng. Các điểm thi được bố trí ở các vị trí khác nhau và được chuẩn bị kỹ lưỡng, trang bị đầy đủ thiết bị, dụng cụ, đồ dùng, nguyên vật liệu để thí sinh lựa chọn thi. Ban giám khảo hội thi là cán bộ giảng viên thuộc các khoa chuyên ngành của Trường Cao đẳng Lào Cai và chuyên gia của một số doanh nghiệp trên địa bàn có chuyên môn sâu liên quan đến các lĩnh vực thi. Do đây là lần đầu tiên hội thi kỹ năng nghề học sinh sinh viên được Trường Cao đẳng Lào Cai tổ chức nên có ý nghĩa quan trọng đối với thầy và trò nhà trường trong việc đánh giá chất lượng đào tạo hiện nay. Cái việc mà tổ chức đào tạo huấn luyện cho các em 3 yếu tố là kiến thức, kỹ năng và thái độ làm việc thì rất là quan trọng. Thì cuộc thi này nó hội tụ đủ 3 yếu tố đó, đó là kiến thức, kỹ năng và thái độ làm việc. Thế thì với một cái mong muốn ấy là tạo ra một cái đợt sinh hoạt chuyên môn và cái phong trào thi đua học tập, rèn luyện kiến thức, kỹ năng của học sinh sinh viên của Trường Cao đẳng Lào Cai thì chúng tôi đã phát động cuộc thi này. Ở phần thi công nghệ ô tô có 2 nội dung là cơ khí động cơ và hiệu chỉnh động cơ. Những nội dung thi đều dựa trên kiến thức mà nhà trường đã đào tạo cho học sinh sinh viên trong quá trình học tại trường. Được lựa chọn tham gia hội thi là niềm vui rất lớn, nhất là các thí sinh được giao lưu học hỏi cọ sát thông qua các phần thi của mình. Để tìm ra những thí sinh có kỹ năng nghề về công nghệ ô tô, trước khi bước vào thi, tất cả các nội dung đều được chuyên gia kỹ thuật trong hội đồng giám khảo điều chỉnh hoặc làm sai cơ sở kỹ thuật ban đầu. Nhiệm vụ của thí sinh dự thi phải tìm ra lỗi của động cơ xe ô tô để sửa chữa. Đây là những kỹ năng cơ bản nhất mà bất kỳ học sinh sinh viên nào muốn thành nghề đều phải thành thục. Đầu tiên từ một cái động cơ mà nguyên chiếc, sau khi đó được ban giám khảo chúng tôi đánh ban, một cái động cơ này khoảng tầm 5 ban. Nó chuyển thành bắt đầu từ cái động cơ không khởi động được, không nổ được và học sinh nó sẽ dùng các thiết bị chuẩn đoán và kiểm tra, sau đó sửa chữa các ban đó để cho các động cơ hoạt động lại. Đối với em thì em thấy là tay nghề của mình cũng chưa được ổn định lắm và cũng được mong muốn là sẽ được học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm từ các bạn khác. Đối với đề thi lắp đặt điện, các thí sinh phải trải qua 2 nội dung, phân tích và thiết kế mạch điện, lắp đặt thiết bị và đường dẫn. Ban tổ chức chuẩn bị cabin và các thiết bị điện theo quy định. Nhiệm vụ của thí sinh là lựa chọn thiết bị, sử dụng các thiết bị sao cho phù hợp và đồng bộ, đúng kỹ thuật, đúng thao tác để lắp đặt hệ thống điện, vừa đảm bảo an toàn cho người sử dụng, vừa có tính thẩm mỹ và tiện dụng. Với các nội dung thi này, hầu hết các thí sinh đều thể hiện tốt khả năng của mình, được ban giám khảo đánh giá cao. Trong lĩnh vực nghề xây dựng, các thí sinh dự thi nội dung kỹ năng xây gạch. Ở nội dung này, ban tổ chức chuẩn bị các nguyên vật liệu như xi măng, cát, gạch để sẵn khu vực thi. Thí sinh dựa vào kiến thức của mình đã được trang bị khi học tập, pha trộn vật liệu sao cho đúng tỷ lệ để xây tường gạch được chắc chắn và thẩm mỹ theo quy định của đề thi đưa ra. Hấp dẫn hơn cả là các nội dung thi của các thí sinh thuộc khoa kinh tế du lịch về dịch vụ nhà hàng
như gấp khăn ăn, chuẩn bị món ăn, pha chế các loại đồ uống, đặt bàn và chuẩn bị phục vụ bữa ăn tối. Với các nguyên liệu được ban tổ chức chuẩn bị sẵn, thí sinh sẽ thể hiện kỹ năng của mình cả về phong cách phục vụ và trình bày sản phẩm đẹp mắt, sử dụng đúng đủ liều lượng pha chế. Cùng với đó phải trả lời các câu hỏi liên quan đến sự hiểu biết về các nguyên liệu chế biến sản phẩm phục vụ khách. Em khá là vui mừng vì mình được chọn để tham gia cái cuộc thi ngày hôm nay. Qua quá trình thi này thì em sẽ được trải nghiệm ở trên những cái môi trường mà làm việc chất lượng cao, ở đây có cả giám khảo của những khách sạn 5 sao ở trên Sapa xuống ấy. Cho nên là em cảm thấy em được trải nghiệm, được cọ sát với cả thực tế với các công việc của các anh chị ấy làm. Về kỹ năng mà pha chế thì các bạn cần phải thay đổi thêm một số cái kỹ năng thêm ở những cái môi trường bên ngoài, và cần phải cọ sát cũng như là cần phải tiếp xúc hơn ở những cái phần của những khách sạn lớn để chúng ta cần học hỏi thêm, trao dồi thêm. Còn về trên ghế nhà trường thì các bạn cũng đã có một kiến thức và kỹ năng cơ bản để các bạn tiếp tục và bước ra khỏi nhà trường để mà có những công việc tốt hơn. Cùng với các nghề trên, nội dung thi nghề hàn kết cấu thép đen cũng được nhiều thí sinh thể hiện khá thuần thục, đảm bảo an toàn và thực hiện tốt yêu cầu của đề thi. Với thời gian 3 ngày diễn ra hội thi đã cho thấy phần lớn kỹ năng nghề của học sinh sinh viên trường Cao đẳng Lào Cai khá chuyên nghiệp qua các phần thi ở các nghề khác nhau, thể hiện được chất lượng đào tạo của nhà trường được quan tâm chú trọng. Điều đáng chú ý trong hội thi này là có sự hiện diện của các chuyên gia ở nhiều lĩnh vực thuộc các doanh nghiệp tại Lào Cai được nhà trường mời tham gia vào hội đồng giám khảo. Đây là cách làm khách quan và thiết thực để nhận biết rõ việc đào tạo nghề của trường Cao đẳng Lào Cai đã đáp ứng nguồn nhân lực với chất lượng ra sao. Cũng thông qua đó, các doanh nghiệp có thể đặt niềm tin vào công tác đào tạo của nhà trường để có những kế hoạch tuyển dụng lao động cho đơn vị mình. Doanh nghiệp chúng tôi chuyên về ô tô, do đó tôi mong muốn các cái ngành nghề mà trường đào tạo ra được phục vụ không chỉ cho doanh nghiệp ô tô mà phải sát thực với các nhu cầu sử dụng của các doanh nghiệp tại địa bàn. Chính vì thế trong những năm vừa rồi, tôi cũng được nhà trường mời sang tham gia góp ý xây dựng về đề cương đào tạo cho sát với tình hình sản xuất thực tế tại doanh nghiệp. Đồng thời là đặt hàng những số lượng và yêu cầu về chất lượng đầu ra đối với các ngành nghề mà doanh nghiệp mong muốn. Thứ hai là doanh nghiệp chúng tôi cam kết hỗ trợ tất cả các sinh viên trong quá trình thực tập, tốt nghiệp, thực tập nghề được đến doanh nghiệp làm việc. Và khi ra trường, chúng tôi tuyển dụng đối với những sinh viên, học sinh đạt yêu cầu. Trường Cao đẳng Lào Cai hiện là địa chỉ đào tạo nghề lớn nhất tại địa phương, đang dần khẳng định vị thế trong khu vực và tiến tới là môi trường đào tạo nghề chất lượng cao ở khu vực. Đặc biệt thông qua hội thi kỹ năng nghề học sinh sinh viên năm 2021 được tổ chức thành công, đã tạo được dấu ấn mạnh mẽ, phần nào chứng minh đây là môi trường đào tạo nghề có chất lượng, đang dần từng bước phát triển, đảm bảo cung cấp nguồn nhân lực có trình độ ở nhiều lĩnh vực, ngành nghề, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục giáo dục nghề nghiệp do Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai và Trường Cao đẳng Lào Cai phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong các số kỳ sau.